Chùa Ba Vàng tham dự đại lễ tưởng niệm Đức Tổ sư Minh Đăng Quang hiện thân vào đời, Hoằng Hóa độ sinh tròn 100 năm. Vừa qua, Sư phụ Thích Trúc Thái Minh cùng Chư Tăng, Phật tử Chùa Ba Vàng đã tham gia đại lễ tưởng niệm Đức Tổ sư Minh Đăng Quang tại Pháp viện Minh Đăng Quang, thành phố Hồ Chí Minh. Đại lễ diễn ra từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 9 năm Quý Mão, nhằm ngày 4 đến ngày 10 tháng 11 năm 2023, do hệ phái Khất Sĩ trang trọng tổ chức nhân sự kiện tròn 100 năm Đức Tổ sư Minh Đăng Quang hiện thân vào đời, Hoằng Hóa độ sinh. Chương trình có sự quang lâm chứng dự của Chư Tôn Đức Giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sự hiện diện của Chư Tôn Đức Tăng Ni các hệ phái, các đại biểu khách quý, đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương, Ban Dân vận Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và đông đảo Phật tử trên các tỉnh thành tụ hội về. Với tinh thần tăng giả hòa hợp, từ chúng đồng tu, Chư Tôn Đức Tăng Ni, Phật tử các hệ phái cùng tham gia, bày tỏ lòng thành kính tưởng niệm và ôn lại những hành trạng, công lao to lớn của Tổ sư Minh Đăng Quang, người đã có công khai sáng đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, nay là hệ phái Phật giáo Khất Sĩ. Sự hòa hợp của chư tăng các hệ phái chính là duyên lành thủ thắng cho nhân thiên, như trong kinh Đức Phật có dạy, có một pháp khởi lên ở đời, khi khởi lên đem lại hạnh phúc cho nhiều người, đem lại lợi ích cho nhiều người, đem lại hạnh phúc cho chư thiên và loài người, đó chính là pháp hòa kính. Nhân dịp này, chư tăng Phật tử chùa Ba Vàng đã phát tâm cúng dường gần 1.800 chư tôn đức tăng thuộc Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức Nam Tông và chư tôn đức hệ phái Khất Sĩ trong các ngày 24, 25 và 26 tháng 9 năm Quý Mão để tỏ lòng thành kính tri ân, thực hành bổn phận hộ trì tăng bảo, mong Phật pháp trụ lâu dài ở thế gian, làm dụng phước lành cho chúng sinh. Thì hôm nay rất là hoan hỷ để chứng minh cái tấm lòng thành của Thượng tọa trụ trì với quý Phật tử câu lạc bộ của chùa Ba Vàng đã thể hiện cái tấm lòng quý kính Tam Bảo, quý kính Tổ sư trên mới phát tâm để cùng hộ trì cúng dường cái ngày đại lễ 100 năm của ngày sinh của Tổ được chu toàn. Xin chúc quý vị được an lạc, tinh tấn và hạnh phúc trong chánh pháp. Sáng ngày 26 tháng 9 năm Quý Mão, hơn 800 chư tôn đức tăng ni hệ phái Khất Sĩ, thầy Thích Trúc Thái Minh cùng chư tăng chùa Ba Vàng, trị bình khất thực, tưởng niệm Đức Tổ sư khai sáng hệ phái Phật giáo Khất Sĩ Việt Nam. Hình ảnh chư tôn đức tăng ôm bình bát khất thực với đôi chân trần trên cung đường xung quanh khuôn viên pháp viện đã phần nào tái hiện hình ảnh tăng đoàn khất thực như thời Đức Phật còn tại thế. Đông đảo Phật tử, nhân dân từ khắp mọi miền đất nước đã thành kính cúng dường chư tăng trong niềm xúc động, hoan hỷ. Mong rằng tăng ni Phật tử hệ phái Khất Sĩ tiếp tục kế thừa và phát huy tâm đạo rạng ngời, tinh thần hòa hợp của Tổ sư, phát huy những giá trị tốt đẹp của hệ phái, hoằng dương chánh pháp, giúp cho chúng sanh được lợi lạc.